Bây giờ mình sẽ trộn mì lên nha mọi người. Đó, mì ở trong đây tiên thấy là có nửa quả trứng nè, và hành ba rô, bào sợi, mì. Chỉ có 일본식 thế này. 일본 라면. Thế thả ra bị sẽ nắm thịt xe à? 일본식인데. Xin chào mọi người. Rồi, bố mua đêm thu xe, máy thu xe. Mà mọi người ăn cơm với bố mẹ của Tiên nha. Wow, mẹ Tiên làm một cái cú húp rất là dứt khoát luôn. Có vẻ bà đang đói bụng. Má xì hợp tê á. Bắp đặt khó mẹ. Chân chì mà xì sợ. Để lúc xúc à. Mở ra hết đấy chị vừa rồi. Sừng sơn. À, mẹ Tiên nói cái nước súp mì á, nó giống như là nước súp mà nấu từ cá vậy đó mọi người, nó ngọt từ cá vậy đó. Thịt ba rọi. Thịt ba rọi kiểu như người ta đã chiên sơ qua rồi em mọi người. Thịt chiên xù chấm. Ăn quá sao ăn được rồi nhỉ? Ừ. Đã đi nhỉ? Ừ. Cái này mua à? Chính xác rồi. Ăn chứ con? Ăn nhá. Mẹ Tiên kêu ăn thử đi con, ngon lắm. Mà Tiên ngán thịt rồi mọi người. Ăn giờ thích ăn mấy món thanh đạm, mấy món xôi thịt ngán quá. Vì cholesterol. Mình nhìn tôi xin ngờ là chính trả chỗ ai, bố kì chỗ à. Cái cơm mà kìa. Mọi tôi sẽ tổ mà ái xích cái cơm mà kìa. Anh chị chị anh hứa liều. Chị chị hứa liều không sao cái này. Tuyên nói mẹ ăn cái gì nhìn cũng ngon chứ. Ông có rớt dung dãi ra, không có nhầy nhầy. Mẹ Tuyên nói giờ này ai mà ăn còn chảy lòng gồng nữa. Chị hứa liều mua mò, đó là ăn mà chảy lòng gồng là người ta chửi chết. Aboniminen. Kệ cứ khai cái tư xíu bộ. Aboniminen. Pa hana ta ăn nắng kì cổ tư xíu bộ. Ba là ăn sạch sẽ, không còn một cộng hành. Đó. Hai người đều có ưu điểm. Bây giờ ở bên đây là nâng mức cảnh báo lên cấp độ 2 rồi mọi người, đại dịch. Mẹ Tiên nói để mốt dẫn bà bạn đi qua bên Nhật ăn mì, chừng nào hết corona đi tính mẹ.
Bên đây bây giờ đi vô quán ăn hay là bất cứ chỗ nào phải ghi lại tên và số điện thoại nha. Và phải đeo khẩu trang. Nếu mà không đeo khẩu trang là người ta sẽ không cho mình vô. Đi chợ hoặc là cửa hàng hoặc là bất cứ nơi đâu. Phải có khẩu trang và ghi tên đầy đủ, số điện thoại. Mẹ tôi nói bên Nhật mấy món đồ ăn á là kiểu người ta cắt nghiễn ra. Cắt nghiễn ra chứ không phải để dài 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 dài. Về thế nào về thế nào mày cô hai mươi đi kéo ngài này cô hai mươi ít vào sư thầy nhẫn 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 đi về cô về nay này có quá mày à dạ mẹ tôi nói răng của mẹ còn khỏe lắm cho nên là ăn dâu mua món gì ngon ăn cũng được kêu ý là mua nhiều món ngon đãi mẹ ăn đó nha ba tiên bữa nay làm như quên gắn găng giả hàng sao thấy ông bị mớm á ông ngay một ngày một thì thấy khác ngày nào cái mắt là nãy nữa ở dưới xin có mấy sao con gà thông dân tái nhau nè cả bây giờ cái nếu mà mày ở đây nó anh chưa được rồi này cái này chỉ rồi hago mày rồi cái này cũng là sao chứ áp vào rồi à nếu ở trên là 원래는 게 신경을 썼지. 네. 아버지 다 되시죠. 와, 짱! 뭐 thì nói không có răng chứ ăn cũng dữ lắm mà. Ăn được à. Ăn giỏi lắm á. Nhanh hơn mẹ thì ăn có răng nữa thấy không? Nhanh như thế được. À. Cứ đây mẹ chồng đút con dâu luôn. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem video của bố mẹ Tiên nha. Đăng ký nhấn chuông like và comment ủng hộ cho kênh Xuân Xuân TV. Tạm biệt mọi người.